Chào các bạn. Đối với mỗi chủ xe thì camera hành trình luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu được trong mỗi chuyến đi. Đặc biệt là khi mà hiện nay trên thị trường có quá nhiều thương hiệu với những mẫu mã và tính năng gần giống nhau, thì việc làm sao để lựa chọn được một chiếc camera hành trình thật sự phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình là điều không hề đơn giản. Để giúp mỗi người cầm lái thực sự trở thành một khách hàng thông minh khi lựa chọn camera hành trình, trong video này tôi sẽ giúp bạn so sánh nhanh một số loại camera hành trình hiện đang phổ biến trên thị trường. Đó chính là K-Cam V8, Vietmap K9S và HP F550G. Nói đến camera hành trình, tiêu chí đầu tiên để so sánh chắc chắn phải là khả năng ghi hình. Và để trực quan nhất thì hãy cùng tôi xem những clip được ghi lại từ những chiếc camera hành trình này. Đây là những hình ảnh được ghi lại từ 3 chiếc camera hành trình. Chỉ bằng trực quan, chúng ta cũng có thể thấy được rất rõ chất lượng hình ảnh, độ sắc nét của mỗi chiếc camera trong các điều kiện ánh sáng ban ngày và ban đêm. Với độ phân giải lên tới 4K, những hình ảnh được ghi lại từ chiếc V8 của K-Cam khá là rõ nét. Đặc biệt trên chiếc V8 này, những thông số về tốc độ, km cũng được hiển thị rất to và rõ ràng, giúp người lái có thể dễ dàng quan sát. Với Vietmap K9S, ống kính góc rộng lên tới 170 độ sẽ giúp người lái quan sát tốt hơn và nhìn rõ được những hình ảnh từ hai bên đường. Bên cạnh đó thì điểm nhấn đáng chú ý nhất của chiếc Vietmap K9S này đó là chức năng cảm biến ma trận, giúp lấy nét biển số xe cực chuẩn. HP F550G sử dụng cảm biến ảnh từ Sony. Trong điều kiện ánh sáng tốt, chiếc camera hành trình này có thể cho ra những hình ảnh rất rõ nét. Tuy nhiên, trong điều kiện ánh sáng yếu như ban đêm, những hình ảnh thu được từ F550G sẽ khiến người dùng có đôi chút thất vọng. Với các tính năng, trước tiên chúng ta hãy cùng xét đến chiếc K-Cam V8. Đây là một trong số những chiếc camera hành trình được bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2018. Một ưu điểm tuyệt vời của K-Cam V8 chính là độ phân giải lên đến 4K, cao nhất trong số các loại cam hành trình hiện có trên thị trường. Với độ phân giải này, những hình ảnh mà V8 mang lại thật sự rất rõ nét, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, một tính năng khiến cho nhiều người sẽ đưa ra quyết định để lựa chọn V8 là khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh thông qua kết nối Wi-Fi. Đây là một tính năng quan trọng mà nhiều mẫu camera hành trình với mức giá tương đương lại không hề có được. Giống như nhiều loại cam hành trình thông thường khác, K-Cam V8 cũng sở hữu những cảnh báo cơ bản như cảnh báo giới hạn tốc độ, cảm biến rung, phát hiện vật chuyển động, cảm biến va chạm và định vị GPS. Tuy nhiên, V8 lại có phần yếu thế hơn các đối thủ của mình bởi màn hình nhỏ 2,4 inch và góc quay hẹp chỉ 150 độ. Màn hình nhỏ đi kèm với những thông số về tốc độ và số km hiển thị khá lớn khiến cho tài xế có phần khó khăn hơn khi theo dõi hành trình phía trước thông qua chiếc camera này. Trên thị trường, K-Cam V8 hiện đang có mức giá khoảng 2,8 triệu đồng. Đây là một mức giá tạm chấp nhận được đối với những khách hàng không chú trọng quá nhiều về tính năng mà quan tâm nhiều hơn đến độ sắc nét cũng như là tiện dụng khi mà có thể xem lại hình ảnh trực tiếp trên điện thoại thông minh. Tiếp theo là chiếc camera hành trình Vietmap K9S. Cách đây vài năm thì một chiếc camera hành trình chỉ đơn thuần có nhiệm vụ là ghi hình và ghi âm giám sát hành trình cho lái xe. Tuy nhiên ngày nay thì ngoài những chức năng hết sức ổn định trên thì chiếc camera hành trình còn là trợ thủ đắc lực cho việc lái xe được an toàn. Không phải tự nhiên mà người ta lại ví K9S như một người trợ lý lái xe chuyên nghiệp. Bởi so với tính năng, có thể nói nó vượt trội hơn hẳn so với các loại cam hành trình khác có cùng mức giá. Không chỉ sở hữu đầy đủ các chức năng như định vị GPS, các cảnh báo như lái xe an toàn hay cảnh báo va chạm lấn làn, K9S còn được trang bị cả các tính năng đặc biệt như cảnh báo thông tin giao thông bằng giọng nói, khi ra vào khu dân cư, những biển báo, những khu vực có camera giao thông. Sắp đến biển báo 100 km/h. Bên cạnh hàng loạt các ưu điểm, K9S lại sở hữu một nhược điểm khá đáng thất vọng, đó là thiếu sót mất chức năng kết nối Wi-Fi. Theo đó, để lấy được những video quay từ cam hành trình, người dùng bắt buộc phải kết nối với máy tính. Đây là một điểm rất bất tiện, đặc biệt trong những tình huống gây tranh cãi khi đang lưu thông trên đường. Nhiều người nói rằng mức giá từ 3 đến 3,5 triệu đồng cho một chiếc camera hành trình không có kết nối Wi-Fi thì quả là không xứng đáng. Tuy nhiên, với những người mà dành nhiều quan tâm cho các tính năng và tiện ích thì đây K9S quả là một lựa chọn tuyệt vời.
cùng với Vietmap và Kakam thì có một thương hiệu nổi tiếng mà chúng ta không thể không nhắc đến. Và trên tay tôi đang cầm hiện nay chính là chiếc camera hành trình F550G đến từ thương hiệu HP. HP F550G sở hữu độ phân giải Full HD với màn hình 2,31 inch và góc quay 156 độ. F550G được trang bị những tính năng cơ bản của một chiếc camera hành trình vốn có như ghi hình, giám sát hành trình, định vị GPS cùng các cảnh báo lái xe an toàn, cảm biến va chạm, cảnh báo làn đường và cảnh báo phát hiện vật chuyển động. Là một sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, vì vậy ưu điểm lớn nhất của F550G là độ bền cao và các chức năng hoạt động rất mượt mà. Với cùng tầm giá từ 3 đến 3,5 triệu đồng như Vietmap K9S, xét về tính ứng dụng thì F550G có đôi phần thiệt thòi khi sở hữu ít hơn hẳn các tính năng. Một điểm tương đồng là cả hai cùng không có kết nối Wi-Fi để kết nối với điện thoại thông minh. Khi muốn lấy video thì bắt buộc phải kết nối trực tiếp với máy tính. Sản phẩm này của HP thì sẽ không thực sự hấp dẫn đối với những người yêu thích công nghệ và muốn trải nghiệm các tính năng. Tuy nhiên, với những khách hàng chú trọng nhiều vào chất lượng và quan tâm đến thương hiệu thì đây lại là một sự lựa chọn hợp lý, đặc biệt là với những khách hàng có quan điểm tiêu dùng là ăn chắc mặc bền. Với những thông tin mà chúng tôi cung cấp ngày hôm nay, hy vọng sẽ hữu ích cho tất cả các bạn, những chủ xe còn đang phân vân trong việc lựa chọn cho mình một chiếc camera hành trình thật sự phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình để làm bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.